với các Phật tử đều làm từ thiện giúp đỡ với người mà ít làm với động vật vậy sư. Con thấy động vật đói hoặc bỏ rơi hành hạ đánh đập cũng tội lắm sư ơi. Con chỉ thắc mắc thôi, mong sư hoàn hỷ trả lời. Đối với bản thân quý vị đó, thì khi quý vị thấy thương một cái chúng sanh nào, ví dụ như một con vật nào mà quý vị giúp được thì quý vị cứ giúp. Còn cái chuyện mà người ta giúp được hay không thì đó là chuyện của người ta. Nhớ giùm, mình làm phước, mình giúp đỡ chúng sanh thì nó là chuyện của mình. Còn người khác có làm chuyện đó hay không là chuyện của người ta. Quý vị có thể kêu gọi, quý vị có thể khuyến khích, nhưng mà người ta làm hay không thì nó cũng là chuyện của người ta. Làm phước nó là vấn đề tự nguyện, mà theo trong kinh phân biệt cúng dường Đức Phật nói đó là bất cứ khi nào quý vị hoan hỷ thì quý vị cứ làm phước. Ví dụ như đi ngang qua một cái ổ kiến mà quý vị hoan hỷ thì mình cũng có thể bẻ vài cái vụn bánh mình thả xuống, nó cũng là phước đấy. Hoặc như ví dụ như một cái buổi sáng sư thấy một cái vị sư cụ bối rối lom khom làm sao mà khiêng cái bình nước vào ở trong phòng, mà vì đó lại không có mở miệng nhờ người khác. Thì khi sư ngồi ở trong phòng ấy, sư thấy như vậy thì ngồi trong cốc thấy như vậy thì sư chạy ra thôi. Chỉ đơn giản là mình phụ giúp đỡ. Đấy. Tức là mình khi nào mình thấy hoan hỷ thì mình làm thôi. Chứ không có cần phải gặp cái đối tượng ví dụ như là phải tới chùa thì mình mới làm phước, còn gặp con chó mà nó đang đói bụng, mình sẵn có nửa ổ bánh mì mà mình không dám cho thì nó kỳ. Cho nên Đức Phật nói đó, bất cứ khi nào mà mình thấy hoan hỷ thì cứ làm phước không sao hết. Dù cho mình thấy đối phương là cái người không có giới nhưng mà mình hoan hỷ thì mình cứ làm phước thôi. Rồi trong kinh phân biệt cúng dường ấy, cái vị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn, nhưng mà cho phước cái cúng dường, bố thí cúng dường cho đối tượng nào là có nhiều phước nhất? Đức Thế Tôn nhắc nhở như thế này, đây là hai câu hỏi khác nhau. Tức là khi nào chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, tức là khi mà chúng ta cảm thấy hoan hỷ thì cứ bố thí cúng dường bất kể đối tượng là ai. Còn nếu nói về cái đối tượng nào có nhiều phước nhất, có nhiều phước hơn, thì Đức Phật giải thích như thế này. Trong trong số các cái con, các loài súc sanh ấy, thì cái loài lớn hơn được xem là nhiều phước hơn. Ví dụ như quý vị bố thí cho con kiến thì nó không bằng quý vị bố thí cho con mèo. Rồi, bố thí cho một, ví dụ như bố thí cho chúng sanh, bố thí cho 100 con súc sanh, 100 con thì không bằng bố thí cho một người phá giới, tức là một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tà kiến, nhậu nhẹt, bê tha, vô ác bất tác, tức là không có chuyện ác nào mà không có làm. Thì bố thí cho 100 cái con động vật ấy, ví dụ như 100 con mèo, 100 con chó cũng không bằng bố thí cho một người như vậy. Rồi bố thí cho 100 người phá giới không bằng bố thí cho một người giữ năm giới. Bố thí cho 100 người cư sĩ thì không bằng bố thí cho một vị xuất gia. Bố thí cho một vị phàm tăng thì không, bố thí cho 100 vị phàm tăng thì không bằng bố thí cho một vị thánh sơ quả.
bố thí cho một vị thánh tăng sơ quả, không 100 vị thánh tăng sơ quả không bằng bố thí cho một vị nhị quả, rồi 100 vị nhị quả không bằng một vị tam quả, 100 vị tam quả không bằng một vị tứ quả, 100 vị tứ quả không bằng một vị độc giác, 100 vị độc giác không bằng một vị chánh đẳng giác, 100 vị chánh đẳng giác không bằng bố thí cho tăng đoàn. Tăng đoàn có 3 loại, có 3 hạng. Hạng đầu tiên là tăng đoàn có Đức Phật dẫn đầu. Cho nên những cái vị mà tụng kinh, đọc kinh, cái bài mà cúng dường ấy, nó có cái câu là có Phật chứng minh ấy, xin Phật, có Phật chứng minh, thì cái tức là ý là cái tăng thuộc hạng một, tức là có Phật chứng minh nhưng mà mình quy định vậy thôi. Hạng đầu á, là tăng đoàn mà có Đức Phật chứng minh. Hạng hai là tăng đoàn chỉ có thánh tăng, có thánh tăng ha. Và cái hạng thứ ba là tăng đoàn không có thánh tăng mà chỉ có phạm tăng. Nhưng bây giờ thì chia trong cái hạng thứ ba này chia ra làm hai hạng nữa, tức là hạng tăng đoàn mà những cái vị phạm tăng có giới, có định, có tuệ. Còn cái hạng tệ nhất là chỉ có tăng đoàn nhưng mà giới thì nó cũng giặt dài giặt dẹo, định thì lúc có lúc không, còn tuệ thì lúc sáng lúc tối đấy, cái kiểu đó. Cho nên là quý vị, điều đó lý giải tại sao mà người cư sĩ ưa thích cái chuyện làm phước đối với con người. Tại vì người thì dù sao cũng nhiều phước hơn là mình làm phước đối với là súc sanh. Tuy nhiên, sư vẫn có lời đề nghị là khi chúng ta hoan hỷ thì chúng ta cứ giúp, dù cho đó là súc sanh đi chăng nữa, dù cho đó là bất kỳ một loài chúng sanh nào, dù cho đó là một người có giới hay là không có giới, khi mình hoan hỷ thì mình cứ giúp. Mm-hmm.